Rồi, test nhẹ chiếc Sky 325 làm phun máy và nồi thái bên độ xe nè. Quá nhẹ nhàng như chủ xe luôn. Đó, em làm là phun máy zin nồi. Rồi, chào anh em Suzuki Sky 325 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm phun cái máy nè. Có làm phun nồi thái luôn, quay lại cho anh em tham khảo. Thì cái phần máy em đã lắp xong xuôi rồi, em đang hành cho ra thay phun nguyên bộ đầu lòng mới luôn nha. Đó, làm tại vì mình đạn Nhật ha. Rồi, phần cái bộ nồi thì cho anh em tham khảo luôn. Cặp dơm nồi thì đang bị tình trạng là mòn lắm, không còn độ phẳng à. Đó, phần cái dây cu ra bị tình trạng là nước dây cu ra là không còn cái đồ bám à, chai lì ha. Đó, bố thì bị trạng là mòn chai lì bố nè. Rồi, phần cái chuông bị cháy tím chuông nha, tím chuông rồi. Đó. Kẹp trượt thì mòn hả miệng lớn nha, hả miệng lớn rồi. Đó. Bi thì màu quá không còn cái độ tròn nữa. Rồi, có mình cái bộ nồi mới đi lại chủ xe này là combo full thái luôn ha. Đó, gồm phần bi sử dụng chủ xe là bi bando Nhật chủ xe nè. Đó, dây bando Nhật cho anh em nha, cho nó bền ha. Phần cái bộ nồi sẽ đi lại chủ xe là cặp nồi zin thái nè. Trắng đẹp full mới anh em luôn. Đó. Chuông nồi zin thái quá đã ha. Đi full lại cho anh em ba thiệt nồi zin thái chủ xe nè. Và bố làm đi bố thái nguyên cùng bố thái nha. 1 2 3. Đó, em đi nguyên cùng bố thái chủ xe luôn. Anh em mà muốn lên combo nồi thái cho dòng Sky Drive 125 thì ghé bên độ xe nè. Bên em thì chuyên làm nồi làm máy để cho anh em đi chơi Tết nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, chào anh em Sky Drive. Giới thiệu với anh em cấu hình ráp bộ nồi thái đầu tiên cho phần cái bi bên đô Nhật của phần cái dán bi nha. Combo nó gồm có 6 bi ha. Đó, anh em để đúng chiều. Chiều đích nằm dưới nha. Còn cái chiều còn trên, đó là khoảng vòng bi của anh em. Tiến hành cho ba trượt nồi zin thái vô bằng cái tấm bên nồi nha. Đó, lắp ráp là như zin cho anh em. Này tôi đi toàn đồ xịn cho anh em ha. Đó, đi full đồ thái Nhật cho anh em luôn. Có ba trượt nồi nha. Cho vô tấm vên nồi ha. Đó, và tiến hành cho phần cái mở bò chịu nhiệt của phần cái chén bi nha. Một lượng rất là nhỏ nha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi trước vô ha, tới phần cái dây bên đô Nhật nha. Đó, em khu bịch dây bên đô Nhật ra, cho phần cái bộ dây vô. Dây thì nó có hai chiều ha, anh em để đúng chiều nha. Đó, cái chiều giữ thì nằm ngoài anh em ha. Rồi, cái mặt nồi vô ha. Tới phần cái lòng đền nồi trước, tới tán nồi trước nha anh em. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô. Bộ sau và cái phần cái chuông nồi sau nha. Đó, tới cái lòng đền móng nồi sau, tới tán nồi sau. Em tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau ha. Sau đó lắp kê lại cho anh em luôn. Hộp lốc nồi và tán ha. Đó, có mình full nồi thái làm máy zin đi dòng Sky 325 nha. Êm bền bóc nhẹ nhàng cho anh em. Rồi, test nhẹ chiếc Sky 325 làm full máy và nồi thái bên độ xe nè. Quá nhẹ nhàng như chủ xe luôn. Đó, em làm là phun máy zin nồi zin thái ha. Em bền nhẹ nha, lướt gió để cho anh em đi phượt Tết nha. Đó, test nhẹ vòng để cho anh em tham khảo luôn. Cấu hình phun bộ nồi thái, em ru và máy zin thái nha. Đó, xe này là em làm là giống như máy đập thùng ha. Em ru nhẹ nha, lướt gió nha. Anh em Sky Drive 125 mà muốn làm máy làm nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm máy làm nồi dòng tay ga Suzuki Sky Drive. Đó, phun cấu hình luôn. Đó, máy nồi dên lóc đầu lòng ha. Đó, phun bộ nồi thái lên bền nhẹ nhàng nước gió cho anh em, rất nhẹ xe và tiết kiệm xăng nha, không bao giờ bị tình trạng là rung giật và hao xăng ha. Làm xong em sẽ test cho anh em và bảo hành lý dài ha để cho anh em đi chơi test nha. Rồi, cảm ơn chai Suzuki ha.